Hôm nay ba Mẫn đã giận Jesse rồi, không nói chuyện với Jesse nữa. Tại vì hả, chị hai Jesse nè, nhỏ này nè, nhỏ mặc bộ đồ xanh này nè, lì lắm, giận rồi. Hả, sáng hả, bưng cho ly nước trái cây lên uống, không uống. À, đó. Xong rồi hả, xong rồi á, đem chuối lên đưa ăn, không ăn. Đó là mặt nước trái cây không ngon. Dữ dằn. Dữ dằn. Tao mày. Đập nó đi. Đập nó bình thường thôi. Tao mày sodium. US sodium giải quyết con nhện giùm mọi người ơi. Đâu con nhện đâu? 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 Trời ơi, người lính Mỹ giải quyết đi. Người lính Mỹ. Ủa, nay ngày mấy vậy? Rồi, không thèm nói chuyện với nhỏ mỏ dảnh này nữa. Giận rồi, cúp máy luôn, giận rồi.